Ủa hôm nay hả chị? Thằng này chị cũng quên đó hả? Chị đã nói là bữa nay em phải đi gặp Hứa Mỹ Kim, vậy mà cũng quên nữa. Em nhớ rồi, em giỡn chị thôi, em nhớ mà. Nhớ rồi, tên gì? Tên gì? Chị tên gì? Tên gì? Tên là... Cái gì? Hoàng Hoa Sinh Kim. Hoa Sinh Kim nè. Tên gì? Cao Mỹ Kim. Cao Mỹ Kim. Khoan. Tên gì? Nhanh nghe một từ thôi. Hứa Mỹ gì? Hứa Mỹ Thuận. Cái gì mày? Ủa cái gì về miền Tây hả? Chưa hứa gì? Hứa gì? Hứa Mỹ Kim. Rồi, biết rồi. Hứa Mỹ Kim. Đúng không? Dạ, chào anh. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không ạ? Cho tôi ly cà phê đen. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không? Tôi nói cho tôi ly cà phê đen đá. Cảm ơn. Khoảng sống. Dạ, em là Hứa Mỹ Kim đây. À. Dạ, anh làm ở Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn phải không? Em nghe nói bác sĩ mình nói giỏi lắm á. Em có ông bác á, ổng đi mổ cục sống bên đó mà về ổng khen hoài à. Nhân viên bên đó nhiệt tình, dễ thương, thân thiện nữa. Bởi vậy ổng về ổng kêu nhà em ai mà bị bệnh là qua đó khám, y hệt một cái khách sạn vậy đó anh. Còn em không phải là bác sĩ như anh, nhưng mà trước đây em có học được một cái phương pháp thôi miên. Tuy là ổng phải học chính quy thôi á, nhưng mà em thấy thú vị lắm. Anh lại gần đây với em tuổi không? Bây giờ á, anh nhìn vào lòng bàn tay của em nha. Anh tập trung vào lòng bàn tay của em thôi và đếm theo em nha. 1 2 3. Cô gì ơi? Dạ. Mắt cô. Mắt em sao anh? Đẹp quá hả? Trời ơi, ai cũng nói em vậy hết trơn. Ai cũng nói mắt em đẹp hết trơn á. Mắt cô có vấn đề. Vấn đề hả? Sao mà có vấn đề được? Em rất là bình thường, mắt em sáng tự nhiên. Dạ cô vàng quá. Triệu chứng bệnh gan nặng lắm. Dạ không anh ơi, em không có bị bệnh gan đâu. Sức khỏe em tốt lắm, em vừa đi khám sức khỏe xong mà. Nước tiểu cô dạo này sao? Dạ nước tiểu em cũng bình thường. Không, coi thử nổi bong bóng không. Nước tiểu của em nhất định chắc chắn là sẽ không có một cái bong bóng nào ở trong đó hết. Em đi toilet nha. Tiền thể coi có bong bóng không nha. Anh ta dám nói bị mắc bệnh gan luôn đó chị. Anh ta là bác sĩ thì bác sĩ chứ. Trời ơi, em không thể chịu nổi luôn đó. Anh đến đây đâu phải để khám bệnh cho em đâu. Anh ta quá đáng lắm luôn á. Pha đi bóng bên trái và chuyền vào rất tốt. Huy Hùng đã ghi bàn. Anh đang làm gì vậy? Phan Văn Đức là... đang xem bóng đá. Xem bóng đá hả? Trận cầu là quan trọng lắm, phút 87 rồi. Thì quan trọng anh cứ xem đi. Có phiền em không? Mà trận bóng đá này là 90 phút hả anh? Sút đi. Cái trận này là 90 phút hả anh? Trời ơi, sút thì không lo sút. Tao đánh nguội người ta, thấy vàng thấy không? Đánh nguội hả? Làm gì vậy? Cái này là tôi tạt nguội anh đó. Anh tưởng anh là ai vậy? Anh chảnh vừa vừa thôi chứ. Ủa tôi có làm gì đâu. Từ cái lúc mới vô đây á là anh đã nói tôi bị bệnh gan của tôi đã không có ưa anh rồi. Còn nước tiểu bong bóng nữa chứ. Bong bóng cái gì ở đây? Không phải, cô có bệnh gan thì cô phải tới bệnh viện chứ. Bớt vô viên đi. Dạ em nghe nè. Alo. Dạ em có nhớ tối nay mình hẹn hò đi ăn đồ không? Em nhớ chứ. Ừ vậy nha, gặp nhau chỗ cũ, không gặp không về. Ừ. Hẹn hò đồ. Đi ăn đồ. Đang gặp bồ phải không? Chịu người ta quan tâm làm cái gì? Đây là chắc do đấu đá mà ra phải không? Đấu đá gì? Thì đấu đá Diễm My. Vậy mà nói là không quan tâm tới con gái mà sau lưng ghê thiệt.
Bộ ông đang cặp bồ với Mì hả? Nói cho bạn bè mừng coi. Thôi khỏi, cảm ơn nhiều nha. Không cần quan tâm, không cần chúc mừng đâu. Vậy nha, bye bye, đi trước đây. Ơ à, nè, tôi tính bỏ chạy hả? Bỏ chạy đâu, bỏ chạy, vậy nha. Rồi còn tâm ý thì sao? Tâm ý cái gì, treo dùm nha. Đồ bay bướm. Thế anh tới vui vậy luôn hả? Tính nhào ra ôm đúng không? Ừ, vui lắm. Tại ngồi đợi anh cả buổi luôn. Nó bụng muốn chết cho nên thấy anh tới mừng vậy lắm. Em muốn ăn gì? Gần đây có lẩu không ta? Sao tự nhiên thèm lẩu ghê luôn á. Lẩu hả? Như là có. Ừ, thì tiên lẩu ha. Mà em dính gì vậy? Mặt em đâu dính gì đâu. Hình như mặt em bị phù. Em ngủ nướng cả ngày đúng không? Nó có. Sao bị phù á? Có đâu. Tay em cũng bị phù hả? Sao em bóp bóp rồi vậy? Thôi em đâu có bị phù gì đâu. Thôi mình đi ăn đi. Em đói bụng quá à. Đi, đi ăn nha. Nghe anh nói nè. Hả? Dạo này em thấy trong người không được khỏe đúng không? Rồi hay bỏ bữa đúng không? Em thấy trong người em hoàn toàn bình thường, không có gì hết trơn, em ăn được, ngủ được. Vậy mà mình đi ăn được chưa? Em nói bụng lắm luôn á, anh đừng có coi là bệnh nhân của anh nữa được không? Đi ăn hả? Hả? Ờ, vậy mình vô căng tin bệnh viện ăn nha. Em. Sao hẹn nhau đi ăn uống mà tự nhiên bắt em vô đây làm chi vậy? À, bây giờ trước khi đi ăn á, mình làm một mẫu kiểm tra nhỏ rồi mình đi ăn nha. Kiểm tra cái gì nữa? Nè, em vô trong nhà vệ sinh á, em lấy nước tiểu đi để em xét nghiệm rồi mình đi ăn. Thôi tự nhiên em không lấy đâu. Nè, nghe lời anh đi, lẹ lên nhanh lắm. Thôi ở đây là bệnh viện, anh là bác sĩ, em nghe không rõ hả? Ủa sao tự nhiên anh dắt em vô đây, anh là bác sĩ rồi anh là kêu là bệnh nhân của anh chi vậy? Nghe lời anh đi, mình xét nghiệm mà nghe anh dặn nè, chỉ lấy 3/4 thôi nghe chưa. Mà để cho kết quả tốt nhất á, em bỏ nước đầu, em lấy nước giữa thôi, hiểu chưa? Lại đi. Không ai đâu. Ngoan nghe lời anh đi, anh đói bụng lắm rồi nè. Mọi người trong đó cũng đang đói bụng lắm á. Đi, lẹ, ngoan. Nha, nhập xin luôn đó. Anh bị bệnh nghề nghiệp hả? Đi đi, nghe lời anh mà. Nhớ nha, bỏ nước đầu, lấy nước giữa thôi. Nè, sao em lâu quá vậy? Đưa anh coi. Thôi. Đưa anh coi. Thôi. Ngại gì đưa anh coi. Có gì đâu, để em cầm cho. Đưa anh cầm cho, đổ bây giờ. Thôi em cầm được rồi. Đổ bây giờ đưa anh coi. Thôi, anh không có cần làm gì hết á. Làm sao? Để em coi. Nhìn theo mắt thường á, thì bệnh tình của em cũng không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Nhưng bây giờ á, để anh đem đi phòng xét nghiệm em kiểm tra. Chờ anh chút nha, anh ra liền. Thôi, không cần kiểm tra đâu. Phải kiểm tra. Kiểm tra chắc ăn. Trái của em mà. Gì của em? Bây giờ nó là của anh rồi. Đi nha. Đứng đợi đi. Bệnh nghề nghiệp thiệt luôn á trời. Lần đầu tiên hẹn hò nghĩ sao để lấy nước tiểu của người ta. Ủa sao vậy? Hẹn hò không thành công hả? Hẹn hò cái gì? Nghĩ sao lần đầu tiên đi chơi nha. Dắt tôi vô bệnh viện lấy nước tiểu của tôi kìa. Cái gì? Đi ra. À. Anh xin lỗi vì đã bắt em ăn cơm ở bệnh viện. Ngày mai anh sẽ đãi em một bữa lẩu thật ngon nha. Cái gì mà ngày mai đã tôi đi ăn lẩu hả? Mai đi ăn lẩu không biết lấy gì cho người tôi nữa nè. Đi, anh đi đâu nữa? Em tới rồi. Em tới rồi hả? Em muốn gì? Nước cam. Để anh chút nha. Nước cam của em nè. Cảm ơn anh. À, có kết quả xét nghiệm của em rồi nè. Khoan nữa. Sao khoan? Em có bị bệnh hiểm nghèo không? Không. Nếu
không thì thôi, từ từ coi cũng được, không sao hết á. Em đang đói bụng, em muốn chừng nào đi ăn xong rồi em coi. Đơn giản mà, kết quả của em chỉ là... Kết quả em sao cũng không quan trọng. Tại vì em đang rất là đói bụng, em muốn đi ăn xong rồi em mới coi. Cho dù em có bị gì chi chăng nữa, em cũng muốn một mình em biết thôi, anh hiểu không? Có gì đâu mà ngại, anh thấy hết rồi. Thì mổ được thừa của em, anh cũng là người mổ. Những gì cần thấy, anh cũng đã thấy, cho nên em đừng có bận tâm nữa. Ý anh nói là bây giờ anh đã biết hết, thấy hết rồi chứ gì, cho nên từ đây về sau chuyện gì của em anh cũng sẽ xen vô chứ gì. Ờ không phải, ý của anh là anh muốn cho em hiểu, em đừng có bận tâm là anh đã biết hay là thấy gì trên cơ thể của em. Em mới coi như anh là người yêu, là bác sĩ của em. Có sao đâu, đừng có ngại nữa. Anh vậy là người yêu, anh vậy là bác sĩ. Mà có bao giờ anh quan tâm cảm xúc của người yêu anh như thế nào không? Anh nhìn đi, đây là buổi hẹn hò thứ hai của em với anh đó. Bạn của em á, nó nôn, nó không biết á, em với anh hẹn hò sao, nó nhắn tin cho em liên tục nè. Mà ngày hôm nay tới hẹn hò với anh cũng như lần đầu, anh không có nói gì về chuyện tình yêu tâm sự gì hết trơn á. Anh chỉ nói về chuyện bệnh tình, bệnh viện của anh không, anh bị bệnh nghề nghiệp, vừa vừa phải phải thôi. Từ đây về sẽ không đi với anh nữa đâu, đi chơi với anh vừa chán á hả, vừa kỳ cục nữa. Không phải, bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Buông em ra, anh em chịu hết nổi rồi. Anh xin lỗi, bình tĩnh. Buông em ra. Anh nói chuyện gì? Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh, anh Cố gắng. Ủa, có chuyện gì vậy? Ờ, cổ bị xương đầu đâm vô mông. Không có chuyện gì, em bình thường, em bình thường. À, ông làm em ra ngoài giùm tôi đi. À, đi ra ngoài đi. Nằm im để anh cắt nè. Không, không sao, có xương đầu em vẫn sống được. Sao, nằm im để anh cắt. Mặc kệ, không, em đi mặc kệ, không phải. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đúng, làm gì vậy? Anh cắt quần như sao? Đừng cắt. Bình tĩnh, sắp xong rồi nè. Không có. Còn miếng nữa, rồi. Đừng. Trời ơi, nó đâm vậy thì còn gì là mông nữa. Bây giờ cố gắng chịu đau nha, anh gấp ra nè. Em chịu được rồi, dạ thả em về xã chịu đau nha. Hội đi em được. Trời. Một cây, cố gắng, cố gắng. Cái này mà cần gì thuốc tê? Thuốc tê ghê. Rồi, im im. Rồi, em lắc cái nó gãy đi chính rồi nè. Rồi, gãy kệ nó. Thích quá. Rồi, im. Đủ rồi. Hai cây. Còn bao nhiêu cây? Em còn bao nhiêu cây nữa? Mười mấy cây nữa, im đi. Được rồi. Chưa lại kỷ niệm, chưa lại cho em kỷ niệm đi. Em nhiên hả? Nó nhiễm trùng bây giờ. Không muốn nhiễm trùng được. Kỷ niệm hai lần. Rồi. Ba cây. Bình tĩnh. My. Em chưa đi liền được đâu. Anh đi ra đi. Anh coi như anh không quen biết gì em đi. Em sao vậy? Còn hỏi sao vậy nữa? Có bạn gái nào mà hẹn hò với người yêu lần đầu thì bị lấy nước tiểu, còn lần thứ hai thì bị nhổ vật lạ trên mông ra như em không? Nhờ thử nước tiểu nha. Anh đã phát hiện là thể trạng em rất là tốt á. Anh còn nói gì vậy nữa? Tất cả là cũng tại anh hết trơn á. Nếu như anh không dắt em đi thử nước tiểu thì có buổi phẫu thuật ngày hôm nay xảy ra không? Em có bị xương rồng đâm vô của em không? Có sao đâu, anh là bác sĩ mà, em là bệnh nhân. Nhưng anh thấy cũng đâu có sao. Anh không sao, không sao, cái gì đâu phải ở đây có mình anh là bác sĩ đâu mà hết thấy cái này thấy cái kia, người ta em không có thích vậy đâu. Trời ơi, bây giờ thấy trước hay thấy sau gì cũng vậy, nhờ anh thấy trước rồi cho nên anh phát hiện ra em vẫn tốt, sức khỏe vẫn mạnh mẽ. Thì dám vậy được đó hả? Thử cái mông anh bị gì coi, em thấy của anh á, anh có dám không, anh dám tự tin vậy không? Em nói gì vậy, mông anh không bị đau, nếu như mông bị đau anh cũng cho em thấy nữa. Không sợ đúng không? Không sợ. Mong anh mà đau là anh cho em coi, anh không sợ gì hết. Bình thường giống như em đau anh cho anh coi. Ồ, anh làm cho coi. Em làm gì vậy? Đau mông chưa? Đau mông chưa? Đá gì mà không đau hả? Đau rồi, cho coi mông đi. Thôi đừng. Cho coi.
anh vừa mới nói á, anh vừa mới nói mong đau là đừng bậy này, chỗ làm của anh bậy. Chuẩn bị phòng cấp cứu lại. Cái gì vậy? Trên đời mới lần đầu tiên thấy vừa ăn vừa ngáp á trời. Tại tối qua ngủ không được chứ bộ. Đừng nói với anh á, em thức khuya ôn bài quá, cho nên á, mặt nó xuống sắc như vậy nha. Mà em bị gì đâu? Bị đâu gì đâu, nhìn mặt kìa. Da thì sần, còn mắt thì quần thâm nữa chứ. Y như là cấu trúc bàn đài vậy đó. Cấu trúc bàn đài? Má em có bị thâm hồi nào đâu. Anh mới là cấu trúc bàn đài. Mà nè, có khi nào em giấu anh không ta? Em có họ hàng với cấu trúc đúng không? Nghe nó khùng quá. Tự nhiên anh có tin cung phu bàn đài đánh anh không? Đừng đánh đây nè, ngay tim là đánh ba nhát. Cái gì vậy? Mà nè, xin việc ở đâu rồi? Vẫn còn đi xin. Nhìn mặt này biết rồi, xin việc không suôn sẻ đúng không? Thôi đừng có buồn nữa. Thì mình cứ từ từ đi, rồi em sẽ tìm được công việc phù hợp với mình. Giống nhanh vậy nè. Anh nghĩ chừng nào em mới tìm được? Cái đó làm sao anh biết? Vậy cũng nói không ăn nữa đâu. Còn gì đâu mà ăn? Còn quá trời kìa. Còn cái trường hợp này một đống vậy nè, ăn nát quán người ta rồi, giờ nó không ăn nữa đâu. Thôi biết rồi, đừng có buồn nữa. Nè, đi theo anh đi. Đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Nhưng mà anh phải nói cho em biết đi đâu mới được chứ. Đi rồi biết. Tuyển nhân viên. Đi. Bé ơi, con sợ lắm. Sao đâu con, không có gì không sợ. Con bé sợ. Sao tự nhiên anh nhắc em tới đây làm chi vậy? Con không chịu chết đâu. Không sao đâu con, chết cái gì đâu mà sợ. Mẹ, con sợ mẹ. Không sao, không có gì hết. Con sợ. Không, ngoan đi ba thương. Hồi nhỏ em cũng sợ, chết người y chang vậy luôn á. Ủa, em cũng sợ chết lắm hả? Mà anh nhắc em tới đây chi vậy? Đi vô biết. Em vô đi. Thảo, chuẩn bị đồ điện dịch cho anh chưa? Dạ rồi ạ. Kim tiêm đâu? Dạ đây ạ. Đưa cho anh. Em nằm xuống đây đi. Nằm xuống đi anh. Nè, 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 nè. Em nghe nói nè, em, nè, nè. Không muốn chết đâu. Nè, nghe nói nè, ba đứa, không sao đâu. Chết có sao đâu mà. Có sao đâu. Có sao, đi mà. Anh nói không có sao. Anh nói không có sao mà đi, không có sao, không có sao đâu. Tự nhiên bắt người ta vô đây ép vào chuyện nước chi không biết nữa. Mà anh thấy có đau gì đâu, đúng không? Em bị cảm giác thôi à. Em phải truyền nước thì mới có sức khỏe dẻo dai, da mới căng mịn được, mắt mới hết quần thâm. Mình truyền nước á, mình phải truyền từ từ thôi, như vậy nó mới tốt nè. Đó, thấy chưa? Nè, bây giờ anh có ca mổ rồi, không ở đây với em được. Chỉ là truyền xong á, em tự động về nha. Ừ. Cái gì? Cảm ơn tình yêu của em. Thôi chỉ khỏi. Có người yêu của em là thương em thôi ạ. À. Thôi khỏi nịnh đi. Vài bữa bệnh cũng vẫn phải truyền à. Em chăm sóc chị giùm anh nha. Dạ. Em truyền nước biển xong rồi, em về trước nha. Ngày mai em bắt đầu đi làm luôn được chưa? Dạ. Dạ, tất nhiên là được rồi chị, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm luôn. Chào con. Con đi bao nhiêu người? À, dạ, hôm nay em không phải tới đây để ăn. Em thấy ở ngoài có cái bảng dán là tuyển nhân viên á chị, cho nên... À. Phục vụ nhà hàng hả? Sao bà không tìm việc gì khác mà làm?
Thì tạm thời phải kiếm tiền ăn trước cái đã. Trời đất ơi, ban ngày đã đi làm rồi, ban đêm còn bán hàng thêm nữa rồi, sức đâu chịu nổi. Đâu có gì đâu, tạm thời á cứ quên chuyện ngủ đi thôi là được rồi. Tôi sợ bà ngất trước khi nhận tiền lương luôn á. Không có sao hết trơn á, bà quên biệt danh của tôi là gì hả? Mi sắt thép. Tôi đi nha. Dạ con nghe nè ba. Ba yên tâm đi, con chỉ làm tạm thời thôi à. Từ từ con cũng kiếm công việc khác à. Nha. Con nghe nè bà. Nè bà làm xong chưa? Về nhà ăn cơm cái đã rồi đi làm tiếp nè. Cái lượng nhắc tới cơ vậy đó. Giờ tôi chỉ có muốn ngủ thôi à. Biết sao buồn ngủ muốn chết luôn. Biết ngay mà. Một ngày ngủ có 1-2 tiếng sức đâu chịu nổi. Về sớm nha. À tôi biết rồi, vậy nha. Bye. Chào. Sao? Giờ này bận lắm hả? Tại một ngày em học tới 2 buổi danh thư viện lận. Có thiệt là học ở thư viện không? Thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Thôi vậy học cả ngày rồi. Bây giờ mình coi phim ha. Hả? Đi coi phim nữa hả? Ừ. Cô Mi xinh đẹp. Cô Mi xinh đẹp coi phim tôi tiến sĩ nha. Cô Mi xinh đẹp có chịu coi phim tiến sĩ không? Gì vậy? Bữa nay mày đặt làm cho mèo gì vậy? Ủa mới vậy thì hả? Tiến sĩ vậy thì lâu rồi. Mà cô Mi xinh đẹp có muốn đi coi phim tiến sĩ không? Ghê quá à, nhìn giống trẻ trâu muốn chết. Lên xe hả? Mấy giờ rồi? Không mấy mình coi phim cho iPad giống như hôm bữa không? Em thích vậy hả? Được. Chiều lòng. Thấy chưa phim?
Alo. Ờ, tôi đang bận nha. Có gì tôi gọi lại sau. Nha 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 nha. Ủa, vậy rồi hả? Xin lỗi anh, em ngủ quên. Mệt quá phải không? Thôi, để đưa em về nhà ngủ nha. Đâu có mệt gì đâu. Thôi, cái miệng thì chối không mệt gì đâu, mà nhìn mặt em kìa, thất thần. Để đưa em về nhà ngủ. Thôi, nếu vậy thì khoan hãy về. Sao vậy? Em mượn ra anh ngủ xíu đi. 10 phút rồi. Tới đây được rồi, anh về trước đi. Vậy bye bye nha. Ừ. Ngủ ngon. Bye. Bye. Em ơi, tính tiền. Em ơi, tính tiền. Dạ, em xin lỗi. Về rồi hả? Sao nãy bà nói về ăn rồi đi mà không thấy đâu hết trơn vậy? Vậy là bà đi gặp anh Sĩ hả? Sao không nói chuyện của bà cho anh biết đi? Sĩ diện làm gì cũng biết nữa. Tôi không có sĩ diện gì hết á. Cái tính của tôi làm sao là anh Sĩ anh biết hết rồi. Chứ làm sao? Tôi nói cho anh nghe cái tình hình của tôi cũng được thôi. Nhưng mà chuyện quan trọng á là tôi sợ anh lo lắng cho tôi rồi ảnh hưởng công việc của ảnh nữa. Bà hiểu không? Con khờ này. Với lại tuổi của tôi bây giờ cũng đang nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Cho nên thời gian sắp tới tôi phải kiếm được công việc ổn định càng nhanh càng tốt. Bà biết không? Hồi nãy trước khi làm ca đêm á, tôi có dựa đầu vô vai của ảnh. Cảm giác ấm áp lắm. Ước gì khoảnh khắc vậy được kéo dài mãi mãi bà ha. Trời ơi. Hóa ra tình yêu cũng chỉ là một khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng mà nếu yêu thương quá nhiều rồi sau này phải rời xa, tôi chịu không có nổi nên tôi sợ lắm. Khổ quá. Khổ quá. Ăn thêm gì nữa không chị? Dạ. Cảm ơn em. À em, cho anh hỏi nhà vệ sinh đâu vậy? Dạ nhà vệ sinh trên lầu ạ. Ồ. Ăn gì tôi gọi luôn. Gọi gì cũng được. Xin lỗi mọi người. Thì ra có hẹn với bạn cho nên bỏ bạn trai đúng không? Không dám đâu, có hẹn trước rồi bộ. Thôi anh tranh thủ anh đi đi, trễ bây giờ còn đứng nói chuyện nữa. Rồi, dành đi nha. Có gì anh gọi. Em tốt nghiệp trường nào? Dạ, trường Dân Văn. Tôi là có biệt tài tạo cho người ta sốc và tổn thương mà đúng không? Hả? Mẹ sao mẹ nặng lời vậy mẹ? Con im đi! Chuyện của người lớn không liên quan gì tới con. Tôi nói cho cô biết,
Kể từ bây giờ tôi không muốn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Cô đi đi. Cố gắng vì công ty. Cố gắng vì công ty. Vì công ty. Đây là ai vậy? Cô... Gì? Theo anh đi về. Đẹp quá nè. Theo anh đi về. Anh là ai vậy? Nè, buông em ra. Anh buông em ra, anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra, anh là cái gì mà anh lo em đi vậy? Anh là bạn trai của em được chưa? Một thằng đàn ông khi nhìn thấy bạn gái của mình bị hành hạ như vậy, em hiểu chịu nổi hay không hả? Em nói sao? Em nói em giỡn hớt cho nên bị thương vậy đó hả? Em chấp nhận làm việc của công ty rác rưởi vậy hả? Rác rưởi thì sao? Em làm trong một công ty rác rưởi thì sao? Chỉ có công ty rác rưởi như vậy mới chịu nhận em thôi. Em nộp đơn vô hàng trăm công ty rồi, không có công ty nào chịu nhận em hết.